Thưa sư, có phải cúng dường cho các vị tăng thời nay phước sẽ không bằng cúng dường cho các vị thánh tăng thời Phật không ạ? Cảm ơn sư. Thì nếu quý vị hỏi sư thì sư hỏi lại quý vị. Rồi sao nữa? Rồi mình tính sao nữa? Rồi bây giờ mình nói là bây giờ cúng dường các vị thánh tăng thời Phật thì phước nhiều hơn cúng dường tăng thời nay. Rồi sao nữa? Rồi bây giờ quý vị làm cái gì giờ? Hỏi thiệt á. Sư nhớ câu của Ngài Giác Nguyên, Ngài nói rất là hay. Đó là nhiều nhiều người á, cứ nói với Ngài Giác Nguyên là bây giờ mấy ông sư thời nay hỏi Ngài Giác Nguyên, tại sao mà mấy ông sư thời nay không giống như mấy ông sư thời xưa? Thì Ngài Giác Nguyên Ngài trả lời, tại vì mấy cư sĩ thời nay không giống cư sĩ thời xưa. Bây giờ đổ thừa hai bên và biết sao vậy? Đó, cái gì cũng vậy thôi. Cái quan trọng là mình phải ráng để mà khi mình bố thí, cái sự bố thí của mình nó đầy đủ các cái chi phần hướng thượng. Đừng có nghĩ cái chuyện là mình cúng dường chư tăng phàm thời nay mà mình phước nó kém, rồi từ đó mình dẫn đến cái chuyện coi thường. Nó trùng hợp là có cái bạn mà cũng bình luận với va với vẩn ở trên YouTube, thì sẵn sư nói luôn, quý vị coi thường cái phước của Tam Bảo ghê lắm, sư nói thiệt. Chứ nếu như quý vị mà biết được đúng cái phước Tam Bảo, quý vị không dám nói vậy. Trong kinh phân biệt cúng dường thì Đức Thế Tôn nói là vào thời mạt pháp có những cái vị tỳ kheo á, mặc đồ như người đời, sinh hoạt như người đời, mà chỉ khác mỗi một miếng là còn miếng vải vắt ở trên áo. Quý vị nghĩ cái miếng vải đó nó giống như mấy các cái vị cha xứ và nhà thờ có cái miếng vải trắng trên cổ áo. Ngoài ra là mặc đồ sinh hoạt như người thường, các vị đó chỉ giữ bốn cái bất cộng trụ. Mà người cúng dường cho những con người như thế còn mà hướng tâm nghĩ về ba ngôi Tam Bảo thì phước báo vẫn vô lượng vô biên. Cái người như thế mình cúng dường mà còn phước báo vô lượng vô biên. Khi mà sư tiếp xúc với chư tăng, những cái vị phàm, thì phải nói là sư vẫn luôn giữ cái lòng tôn kính kể từ khi sư còn là sa di, chứ không nói chi là tỳ kheo. Bởi vì sao? Bởi vì một vị tỳ kheo mà không giữ bốn bức cộng trụ thì vị đó không còn là tỳ kheo, sư không tính nữa nha. Cái đó không còn là tỳ kheo, không tính nữa. Thì một vị chỉ cần mà còn giữ được bốn bức cộng trụ là đủ để mình đảnh lễ. Sư đang nói sư chứ sư không nói quý vị. Sư không dám kêu cư sĩ là gặp ông sư chỉ cần ổng còn giữ bốn bức cộng trụ đảnh lễ ổng, sư không có nói nha. Sư nói sư á, sư gặp một vị cao hạ hơn sư mà còn giữ bốn bức cộng trụ là đủ để sư đảnh lễ rồi. Huống chi là vị đó giữ thêm 13 tăng tàng. Huống chi là vị đó còn giữ thêm những cái ưng xả đối trị, ưng đối trị. Huống chi là vị đó giữ luôn những cái giới tác ác. Thành ra đó, mình không có ý thức được là cái tăng bảo, cái phước nó cỡ nào đó, quý vị không biết. Thành ra có những người á, cái phước nó đặc điểm là mình nó vô hình vô tướng, cái nghiệp nó cũng vô hình vô tướng, thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp vô hình vô tướng. Thành ra nhiều người họ không thấy liền, thành ra là họ không có sự kính cảm. Nhưng mà nó giống như vậy nè, xin nói nó hơi kỳ nha. Cái người mà tắm sạch á, họ tắm sạch sẽ thì chỉ cần một chút xíu bẩn là họ thấy ngại. Sư không dám nói sư là người sạch sẽ, sư không dám nói sư là người sạch sẽ. Nhưng mà sư đi ra ngoài, sư ngồi cái ghế bên ngoài, về là sư thay y, sư thêm giặt. Sư leo lên trên xe taxi, sư ngồi lên trên đó, về là sư thay y, sư thêm giặt.
đi ra chỗ lạ mà ngồi cái chỗ lạ, về đặc biệt là những chỗ công cộng, ngồi xong rồi là về đem y giặt. Tại sao vậy? Tại mình không chắc là cái chỗ đó bao nhiêu người ngồi qua, mà có bao nhiêu lần người ta vệ sinh cái chỗ ngồi đó, mà họ vệ sinh bằng cái gì? Vệ sinh bằng cái dẻ đen thui đó mà họ chùi qua chùi qua chùi qua là mình ngồi lên. Mình ý thức được là mình sẽ thấy là nó bẩn. Nhưng mà có những người mà thí dụ như họ dơ quá, không phải là sự kỳ thị nha, nhưng mà có những người họ lăn lộn ngoài đời, họ dơ bẩn mà họ đi vô, họ ngồi cái chỗ những cái ghế công cộng như vậy, thì chính bản thân họ làm dơ cái ghế công cộng, chứ không phải cái ghế công cộng làm dơ đồ của họ nữa. Cũng vậy đó, khi mà mình sống thiện ít quá mà bất thiện nhiều quá, mình không có sự nhạy cảm về giới, không có sự nhạy cảm về nghiệp và quả của nghiệp á, những cái chuyện là mình đụng đến tăng nè, mình đụng đến tam bảo, mình không có thấy cái gì hết trơn á, không thấy cái gì sự hứa luôn. Cái kiểu người sống ác, sống bất thiện nhiều á, họ đụng tới tam bảo họ không thấy cái gì hết trơn á. Nhưng mà nếu như quý vị nhạy cảm về giới là một, quý vị nhạy cảm về nghiệp và quả của nghiệp là hai, quý vị tạo nhiều phước là ba, quý vị đụng vô thử đi, quý vị sẽ thấy liền, tôi nói thiệt thấy liền. Do mình nhạy á, mà cái này không phải do sự chế nha, mà ở trong kinh phẩm, kinh hạt muối, trong cái phẩm ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn có nói với người mà họ làm thiện nhiều á, thì với một cái nghiệp ác thì họ sẽ thọ hưởng ngay lập tức, tức là họ sẽ trải nghiệm cái ác quả đó ngay lập tức, chứ không phải là họ cần phải chờ qua đời sau kiếp khác. Thành ra là khi mà mình không ngửi thấy cái mùi tanh thì coi chừng là mình sống quá lâu trong hàng cá ha. Và không biết là Đại Đức Đại Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng câu hỏi này á, thì sư thấy nha, là chỉ cần thay thay cái vế thôi, thay vế thôi, là cái vị, cái người mà đặt câu hỏi này nè, tự bản thân mình sẽ có câu trả lời cho mình, thì cụ thể thay vế như thế nào, thì thay như vậy, thay vì là đó, thay vì là như như vậy, có nghĩa là thưa sư cúng dường cho các vị tăng ngày nay phước bằng các vị thánh tăng ngày xưa, thì bây giờ thay thay thế vế gì ha, thế là thưa sư có phải cúng dường tâm ý và vật thí thời nay phước sẽ không bằng cúng dường với tâm ý và vật thí bằng thời xưa thời Phật không ạ? Không ạ. Thì suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bây giờ sư đưa cho quý vị hai trường hợp nha. Bây giờ sư cho quý vị sinh vào thời Đức Phật luôn đi, sinh thời Đức Phật luôn. Quý vị cũng cúng dường đó, nhưng mà cái khái niệm cúng dường quý vị nó lạ lắm, nó ngộ lắm. Đối với quý vị cúng dường là như vậy nè, là biết nhà quý vị giàu có, nhờ rồi hôm đó là chư thánh tăng đi ngang đứng trước cửa quý vị, thì quý vị có người hầu cái ở, mà quý vị người hầu nói à dạ có mấy sư mấy thầy đứng trước bà chủ, cô chủ ông chủ cúng dường, thì quý vị nói thôi 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 quăng mấy cơm bố thí cho mấy ổng đi, quăng mấy cơm heo đó, quăng cho mấy ổng đó, quăng cho mấy ổng để cho mấy ổng cho vô cái máng đó, cho mấy ổng để cho chạm mấy ổng đi đây đó, cho mấy đủ đuổi khuất đủ khuất mấy ổng đi đó, cho mấy ổng kệ, cho mấy ổng khuất giấu dáng mấy ổng đi đi, chứ mấy ổng ngày nào cũng đi ngang đi làm thiện vậy đó, đó là cũng cúng dường đó, vậy cũng cúng dường đó, nhưng mà nó lạ lắm đúng không? Tương tự như vậy, thí dụ mà cũng cũng hình thức cúng dường vậy. Rồi thí dụ mình cũng ăn tiếng mình cúng dường, nhưng mà rồi á mình thấy cái vị thí dụ mà cũng tăng đó thời Đức Phật luôn đi không, rồi quý vị cũng cái hành động bố thí cũng tương tự như vậy đó, quý vị bố thí mà rồi quý vị đem đem đồ đến quý vị cúng dường xong, quý vị cúng dường rất lớn nha, xin cho cúng dường rất lớn nha, nhưng mà quý vị xài xỉa thì nói mấy ông nè tôi cúng dường mấy ông để mấy ông ăn ăn mà liệu hồn mà tu nha, ông tu tới số tôi coi cho người theo dõi mấy ông đó, rồi
đó là một cái cúng cười cúng dường này, nghĩa là cúng dường thời Đức Phật đó, mà nghe theo cái hiểu cúng dường vậy đó. Rồi bây giờ sư sẽ quay lại theo cái sư sẽ quay lại cái bối cảnh mà cái thời mà giống như là để thành tựu cái trích dẫn bài kinh trong kinh Trung Bộ, kinh phân biệt cúng dường đó, cái thời điểm mà mình tạm gọi là thời điểm mà giống như giáo pháp gọi là nó giúp gọi là nó mạt pháp đó, cái vị đó đó, thì một người thấy một cái vị đó hiểu, có nghĩa là vị đó giữ, có nghĩa là giữ năm giới mà có một cái hình một cái biểu tượng nhỏ trên cái cánh tay thôi, nhưng mà mình cúng dường để rồi mình tưởng nhớ đến à đây là cái hình ảnh của đại diện cho Tam Bảo và hình ảnh chư thánh tăng đệ tử thời Đức Phật, mình niệm ơn đức Tam Bảo, mặc dù là Đức Phật không còn nữa, không, giáo pháp thì bây giờ nó cũng lai tạp rồi, nhưng mà mình vẫn hướng tâm đến như vậy. Thì bây giờ á, quý vị tự trả mình trả lời đi một lần nữa, xin nhấn mạnh là câu hỏi này á, là thưa sư, có phải cúng dường tâm ý và vật khí thời nay phước không bằng cái tâm ý và vật khí cúng dường của thời xưa không ạ? À? Nghĩa thời Đức Phật. Quý vị tự trả lời cho sư cho hai ví dụ, tự trả lời, tự đưa câu trả lời cho mình. Thì câu hỏi này quý vị phải lại là người có trách nhiệm. Khi mà quý vị hỏi câu này là người phải người có trách nhiệm với câu trả lời này, biết vì sao? Tại những câu hỏi này nó rất là căn bản, nó rất là vỡ lòng. Nếu quý vị có tham gia lớp Phật pháp của Đại Đức Hạnh Tuệ, thậm chí quý vị không cần tham gia, quý vị đọc Phật pháp, đọc những quyển sách như là Phật pháp căn bản của ngài Narada, pháp căn bản của ngài Sĩ Lan Đá, rồi giáo trình Phật học của Chan Cu Sang, thì quý vị đã tự hiểu được rồi, quý vị đã không đặt những câu hỏi như vậy rồi. Sự nghĩ như vậy đó là bản thân suy nghĩ như vậy. Nếu có mất lòng thì quý vị thì sư chịu thôi, sao giờ, tại vì câu hỏi này nên đúng ra thật sự là không nên hỏi. Bản thân sư á, sư cũng nói chung là thật sự là sư cũng có cái lòng thương tưởng, cái lòng tâm, có tâm từ với bi mẫn trả lời cho quý vị họ hiểu rõ. Nên xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua cùng